chào cô chú, xin chào các bạn. Chiều nay thì bận rộn cải tạo một cái chuồng, bởi vì đây nhìn những bé gà tre nhà mình được độ khoảng mấy ngày tuổi à, do mẹ nuôi con không được nên phải tách ra các bạn. Tối nay thì mình xông đèn để cho các bé sưởi, mình bỏ trấu vô cho nó ấm. Thức ăn thì cắn con nghiệp mà nó nghiền nát ra rồi, bỏ thêm cát, nước, trấu để có thể đêm nay các bé ấm. Còn xung quanh cái chuồng này thì mình đã tấn lại rồi, không có gió gì làm vô đây được hết. Đây là bình nước dành cho bé, tổng cộng có 8 bé. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình và theo dõi mình cập nhật thường xuyên về các bé này để bạn xem. Đây là các bé gà tre nha, các bạn nhìn thấy lông cánh không? Khi xíu lông cánh quá trời, cái gà bé này đứng đẹp các bạn. Gió này hồng ngoại nên là các bạn nhìn qua cái camera đó, màu nó không nét lắm. Cái bé còn lạ chuồng các bạn, mình mới cho vô chuyện giờ đó, sắp xếp chuồng. Còn đây là bé sóc nhà mình. Đây. Mình cho bé uống sữa nha. Bé thích luôn. Không sữa này mình bỏ thêm men tiêu hóa nha. Có nhiều loại men tiêu hóa tùy các bạn thôi. Mình thì bỏ Robio. Mình cho ít thôi. Thấy anh xi lanh này là một bé này uống hết rồi. Hơn một xi lanh nữa nha. Nãy giờ uống hết xi lanh rồi, mình giờ mới quay được các bạn xem. Uống các bạn để ý nha. Các bé này có răng rồi nên là nó sẽ cạp rất là mạnh, dẫn đến là cái đầu của cái xi lanh sẽ bị vỡ. Bé này tên Ruby, nuôi từ nhỏ chưa mở mắt nha. À mở mắt rồi, mở mắt rồi mới được tôi cho mua vậy. Xem nè, uống giờ nằm dài luôn. Khi uống no rồi á, tôi bảo đảm là không thèm để ý với mình luôn. Các bạn quyết định quyết tâm nha, cắt nó thì cắt dứt khoát. Hai xi lanh, ba xi lanh này. Rồi. Hàm uống lắm. Bạn không thắm có quay nó không đẹp lắm. Bé này á, rồi nó bé cái nha, bắt nó cũng khó lắm, giờ nó lớn rồi, ít chơi nó nên là nó vậy đó, chỉ cho rồi thôi.
Còn đây là hai bếp thuộc ban nhà mình. Ăn dữ lắm nha. Một ngày ăn hai trái dưa leo. Chưa tính tính cám mình cho thêm nữa. À, cái bé này ăn cám gọi là ăn cám công nghiệp nha. Cám dành riêng cho các bé đó. Nhưng mà mình đây tập cho ăn cám công nghiệp các bạn. Cám kia mắc lắm. Mình đây nuôi cũng có nên là điều kiện kinh tế cũng cho phép nên mình không có cho ăn cám, cũng kia chỉ ăn cám này thôi. Đây, mình quay vô phần xem nè. Đây, cám viên thôi. Cái sáng này thì là bé cái đen cắn này là con đực, cái bụng to lắm rồi, mình nhìn nè.